tới thiên đường nhiệt đới các bạn. Cảm giác là đẹp các bạn. Bên trong đây là công viên nước đâu nè, mình có thể vô đây mình tắm, mình thử trò chơi cảm giác ở công viên nước này. Ở đây nó bán cho mình đồ bơi, áo bơi rồi nè, phao rồi nè các bạn. Ở đây là cái khu cho mình để hành lý đồ đồ nhiều các bạn. Đây nè, mình gửi đây để mình đi chơi cho nó thoải mái á. Mình gửi đồ đây mình có thể đi tắm rồi. Bên trong chỗ giữ đồ rất là lớn luôn nè các bạn. Đó. Tại vì nhiều khách ta đến tham quan á nên rất là rộng luôn nè. Ở đây là gửi đồ tốn 30.000 và đặt cọc 100 là tổng tiền là 130.000 các bạn.